Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay trở lại con game Bát Chu Bát này mà thì rất là nhiều anh em hỏi về cái việc là làm sao giục đồ ra ngoài căn cứ để có gì tiện mà lấy lại ha. Vì đa số là về sau chơi thì nó sẽ full đồ. Thì mình cũng có chia sẻ comment lại anh em là để full ba lô rồi rã đồ ra. Thì làm sao để cho nó full ba lô? Bữa nay sẽ làm một cái video ngắn chi tiết về cái việc rã đồ cho nó rơi ra ha. Để mình kiếm cái vị trí gọi là rộng rãi để làm thử nghiệm cho anh em coi. Rồi chỗ này đi, chỗ này có vẻ được anh em à. Thôi làm tạm chỗ này ha. Đó thì anh em để ý cái kho đồ của mình là còn 6 ô nè. Thì tất nhiên là 6 ô thì sẽ không rã ra, rã đồ nó sẽ không có rơi ra được. Thì làm sao để cho cái đồ nó đầy? Đó là mình sẽ đưa một cái thành viên về nhà ha. Anh em để ý nha. Mình đưa một thành viên về nhà. Đó thì khi mình vô ba lô thì nó chỉ còn là 179. Tuy nhiên ở đây nó bị lag. Nó vẫn thể hiện là có 6 ô trống nhưng mà thực chất là mình chỉ còn 179 ô trên 203 ô đồ thôi. Tức là 203 vật phẩm nhưng mà ô đồ bây giờ mình giảm xuống nè. Đó, nãy là 179, giờ còn 138 nè. Tuy nhiên nó bị lag. Như tưởng là nó còn chỗ nhưng mà thực chất là nó đã đầy ba lô rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi rã đồ ha. Thì nó có một cái điểm lưu ý là khi mà rã đồ thì những cái ô nào mà còn chứa được á, thì nó sẽ không có rớt đồ ra. Ví dụ như là ở đây mình rã cái vật liệu áo chống đạn thì nó sẽ có sắt chất lượng cao, vải với lại sắt vụn. Thì ở đây anh em thấy là cái sắt chất lượng cao là cái ô của mình vẫn chưa đủ đầy cái sắt chất lượng cao cho nên là nó vẫn vào trong ba lô. Còn cái vải với lại cái kim loại á, thì nó đầy hết rồi, 99 là đầy nha. Đó, ví dụ như kim loại với lại vật liệu phế liệu với lại vải 99 ô là đầy rồi cho nên nó sẽ rớt ra. Đó, giờ mình sẽ rã cái nòng giảm thanh này ra xem coi nó ra cái gì ha. Đó, cũng sắt chất lượng cao với lại sắt vụn. Thì sắt chất lượng cao thì nó vẫn có cho nên là nó lại vô lại ba lô. Thì chỉ có những cái đồ nào mà nó không còn chứa được nữa, nó đầy ô á, thì nó mới rơi ra ha. Thì anh em cứ làm vài lần tí nữa nó cũng đầy à. Một hồi nó cũng đầy thôi anh em. Ở đây mình sẽ từ từ mình kiếm một cái ba lô tím mình rã ra ha. Đồ khá là nhiều thì anh em cứ lượm thôi. Lượm đồ xong rồi về nhà rã ra. Đến lúc mà cần á, thì mình nghĩ là nên rã ở những cái chỗ rộng rãi. Đến lúc mình cần vải hoặc là mình cần gì đó thì mình ra mình lấy thôi. Đây nó ra được hai cái mảnh nhưng mà mình sẽ đủ mảnh. Đó, đây nó rơi ra vải nè. Tại vì mấy cái mảnh ba lô thì cái ô chứa của mình nó vẫn đủ để chứa cái mảnh ba lô. Cho nên là nó rơi vào trong kho đồ. Chừng nào mà full hết thì nó sẽ rơi ra ha. Đó là cái cách mà mình làm. Đó thì ở đây mình đã đầy rồi cho nên mình không lượm lại được. Cứ làm một hồi xong là về lấy lại thành viên là nó sẽ chống được rất là nhiều ô mà nó dục ra được nhiều đồ cho mình ha. Đó thì bữa nay làm video clip ngắn ngắn chỉ cho anh em chưa biết thôi. Anh em nào mà chơi lâu thì chắc là biết rồi, cũng xin đừng gạch đá ha. Anh em có thể để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em nào mà thấy hay thì ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi chắc mình kết thúc video clip đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.